Hậu vệ người Thụy Điển ghi bàn thắng đầu tiên sau gần 3 năm bằng pha dứt điểm cận thành trong hiệp 2 để giúp MU vươn lên vị trí thứ 6. Trước trận này, huấn luyện viên Erik ten Hag rất cần một câu trả lời khi MU sa sút sau thất bại thứ 9 trong 17 trận mùa này với trận thua FC Copenhagen 4-3 tại Champions League hồi giữa tuần. MU đã phải chịu 5 thất bại trong 10 trận sân nhà trước đó ở mùa giải này, dẫn đến khởi đầu tệ nhất tại Old Trafford kể từ mùa năm 1930 đến năm 1931. Đội chủ sân Old Trafford đang đối mặt với nguy cơ bị loại sớm khỏi Champions League, nhưng hiện họ đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh. Tất cả những chiến thắng đó đều chỉ có một bàn thắng. Màn trình diễn của MU và cách thắng Luton đội lần đầu tiên trở lại Old Trafford kể từ năm 1991 không thể thuyết phục người xem. Áp tạm giảm đối với huấn luyện viên Ten Hag. Đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag phải đợi đến phút 59 mới khai thông tia bế tắc. Quả tạt tầm thấp của Marcus Rashford đã bị chệch hướng và trở thành đường chuyền cho Lindelof dứt điểm ghi bàn ở cự ly 10m. Rashford nằm trong số những cầu thủ lãng phí cơ hội nhân đôi cách biệt cho MU sau đó. Nhưng đội chủ nhà hiếm khi gặp rắc rối trong phòng ngự trước đối thủ yếu Luton và họ có trận giữ sạch lưới đầu tiên ở ngoại hạng Anh tại Old Trafford kể từ đầu mùa này.